Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo nóng sau vụ khởi tố Lê Tùng Vân, Tịnh Thất Bồng Lai. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà vừa có văn bản khẩn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố giả soát kiểm tra thanh tra việc chăm sóc nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện trên địa bàn toàn quốc sau vụ việc tỉnh Thất Bồng Lai. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội trong thời gian vừa qua, dư luận bức xúc về những sai phạm pháp luật tại tỉnh Thất Bồng Lai sau đổi tên thành Thiền Nam Biên bờ Vũ trụ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em và lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi của các cá nhân tổ chức, nhằm bảo vệ quyền trẻ em, thực hiện luật trẻ em, nghị định số 103 về thành lập, tổ chức hoạt động giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, nghị định số 93 về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ với tăng cường các giải pháp bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện các công việc cụ thể là lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, yêu cầu khẩn trương giả soát việc đăng ký cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các địa phương phải giả soát việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội. Các địa phương cần quan tâm tạo điều kiện đồng thời giả soát thường xuyên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng đảm bảo trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng tốt về cả thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích theo quy định của pháp luật. Phối hợp kiểm tra việc vận động xã hội tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các địa phương phải thực hiện chế độ thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội quỹ từ thiện chăm sóc nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ em không để tình trạng vi phạm trục lợi kéo dài. Lãnh đạo Bộ yêu cầu báo cáo kết quả giải soát kiểm tra qua cục trẻ em trước ngày 28 tháng 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các địa phương có thể phản ánh về Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Sự việc xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai gây bức xúc xã hội. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu nơi này có dấu hiệu hành vi trục lợi tiền từ thiện, chiếm đoạt tài sản của người khác và lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng, lợi dụng trẻ em để trục lợi bất chính loạn luân. Sau đó, cơ quan công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Công an huyện Đức Hòa cũng ra quyết định bắt giam đối với ba bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Long An, nhóm trẻ tại tỉnh thất bồng lai đều có khai sinh các em được mẹ đứng tên chăm sóc có nơi ăn trốn ở tại đây địa chỉ này cũng không được coi là cơ sở bảo trợ xã hội hay chùa mà chỉ nhân danh hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc